Xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ Vi Tập và Phim Nước Hoa Vita. Hôm nay tụi mình sẽ cùng Dung unbox chai Anamkara đến từ Tsushita, cũng như mình sẽ công bố kết quả giveaway vào 2 tuần trước. Xin lỗi vì gửi đến các bạn cái video này hơi muộn vì dạo này mình bị bệnh, do vậy nên là cũng chậm làm video so với trước. Thì Tsushita là một cái nhà nick đến từ Pháp mà sở hữu những cái mùi hương rất là chất lượng. Trong video trước thì mình đã giới thiệu đến với các bạn 3 mùi hương đến từ Tsushita: Moonlight in Chiang Mai, Splendid Irish và Anamkara. Trong đó là sau khi mà mình nhận được những cái mùi hương đến từ Tsushita thì mình đã quyết định mua cái chai Anamkara này, là cái chai nước hoa này đây. Và cũng như là mình tổ chức một cái giveaway gửi đến cho 5 bạn ha, 5 bạn 5 slot chip 10 min của Tsushita Anamkara, một cái mùi hương hoa quả nhiệt đới rất là thú vị luôn. Nếu bạn nào mà coi video này lần đầu tiên thì Tsushita là một cái nhà nick đến từ Pháp, có founder là người gốc Thái. Mà mình có nói với các bạn ở phía trước rồi, Thái là một cái quốc gia có cái nền nông nghiệp rất là phát triển, trái cây Thái chất lượng cao và không có cái và rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, đúng không? Do vậy nên là một perfumer làm nước hoa chủ điểm hoa quả mà người Thái thì thật sự là không thể coi thường được. So với Splendid Irish là cái chai nước hoa được rất là nhiều giải thưởng, Moonlight in Chiang Mai là một cái mùi hương ngọt rất là gần với lại vai của Baccarat Rouge 540. Thì tại sao mình lại thích cái chai Anamkara này nhất? Bởi vì cái mùi hương Anamkara này thật sự là một cái mùi hương trái cây mà lâu rồi mình mới tìm được. Thì trước đây mình rất là thích mùi hương trái cây trong cái chai Pop của Byredo. Chai Pop của Byredo hình như mình có ở phía sau đây. Mình rất là thích cái mùi hương trái cây trong cái chai Pop của Byredo này. Và bây giờ thì Byredo đã bán lại cho Push rồi. Do vậy nên là các mùi hương của Byredo trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi. Do vậy mà khi mà tìm được cái chai Anamkara này thì mình thật sự rất là thấy rất là thích. Bởi vì mùi hương trái cây của nó rất là ngon, rất là mới mẻ, rất là tươi tắn và có cái độ an tỏa rất là tốt nữa. Bây giờ thì không để các bạn chờ nữa, mình sẽ cùng mở cái chai Anamkara này ra. Và tí nữa rồi mà mình sẽ quay giveaway luôn. Mình sẽ quay trên website random và chọn ra 5 bạn may mắn ha. Chọn ra 5 bạn may mắn sẽ trúng thưởng cái slot chip 10 min của Tsushita Anamkara. Phía trước thì nó có cái logo của Tsushita, tên chai nước hoa Anamkara. Dung tích của cái chai này là 100ml ha. Mình sẽ thấy cái xuất xứ của nó ở đây, Made in France. Và bây giờ mình sẽ dùng sự trợ giúp từ một cái khăn để mình mở seal của cái chai Anamkara này nha, ra nhé. Sẽ có một cái cover bằng giấy như thế này. Và đây là cái chai nước hoa bên trong của mình. Cái chất lượng của cái hộp giấy này rất là tốt nha các bạn. Nhỏ vô nghe rất là thích, đúng không? Đây, và mình thấy là ở trên cái nhà mình mọi người có thấy là cái chai Tsushita này nó có khắc, nó có viền không? Đây là cái chai nước hoa của tụi mình ở trong ha. Tsushita Anamkara. Mỗi cái chai nước hoa nó sẽ đi kèm với một cái thư cảm ơn của hãng, cũng như rằng là mình sẽ có cái câu chuyện cũng như chữ ký của cái founder ở đây luôn. Founder này là một người gốc Thái tên là Pisara, một founder nữ. Và đây là chai Tsushita Anamkara. Anamkara có nghĩa là người bạn của tâm hồn hay là người dẫn đường và tinh thần, những người mà chúng ta thường tìm đến để xin những cái lời khuyên khi mà gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Xịt trước ha. Mình sẽ dành tặng 5 slot chip cho Anamkara này. Quá wow, thích quá. Khi mà bạn nào mà có theo dõi cái nốt hương của chai Anamkara này á, thì chắc có lẽ cũng giống như mình. Ban đầu mình nghĩ chai Anamkara này là một cái chai nước hoa mùi trà xanh và hoa trắng cơ. Đến khi mà mình ngửi trực tiếp thì mình mới thấy wow, cái mùi này quá fruity, nó quá ngọt, chất lượng, kiểu hoa trái rất là totally là một cái mùi trái cây, giống như là một cái khu vườn hoa trái nhiệt đới rực rỡ vậy. Thành phần trong cái chai Anamkara này tất nhiên sẽ có hoa rồi, hoa cam, hoa huệ, hoa nhài jasmine, hoa lan tiên, hoa hồng rose de mai, một vườn hoa khổng lồ ha. Nhưng mà chủ điểm của cái chai Anamkara này vẫn là mùi quả chính. Quả chính ở đây là quả cam và quả đào. Mùi hương ngửi rất là juicy, rất là
rất là ngọt và rất là nồng. Và mình kể cho các bạn nghe là cái lần đầu tiên mà mình bắt cái mùi hương này á, thì là mình đi ngoài đường và mình được khen là wow, em dùng cái mùi nước hoa gì mà nó thơm, nó ngọt, nó dễ chịu vậy. Nên vậy nên là có thể là vì mình được khen mà từ đó là mình cũng có nhiều thiện cảm hơn với cái chai Dusita Anamkara này. Đây là một mùi hương vừa ngọt ngào hoa quả mà có độ bám tỏa rất là tốt. Mà mới xịt ra thì mình không thấy nồng. Những cái mùi hương mà bám tỏa tốt nó thường nó có một cái khuyết điểm, đó là khi mà xịt ra thì nó sẽ bị nồng hắc á. Còn đối với những cái chai nước hoa mà có nguyên liệu tốt, chất lượng thì cái mùi hương của nó sẽ chất lượng ha. Anamkara là cái mùi hương mà mình sẽ gửi giveaway đến cho các bạn. Và bây giờ tụi mình sẽ cùng dùng xem giveaway trên trang web random ha, random.org nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu quay số nha. Con số may mắn đầu tiên là số 46. Thứ hai là số 80. Thứ ba là số 61. Thứ tư là số 27. Và cuối cùng là số 25 nha. Ok, vậy là tụi mình đã chọn ra 5 bạn may mắn trúng thưởng giveaway lần này. Và chúc các bạn gặp may mắn ở những giveaway phía sau nếu mà bạn chưa trúng thưởng trong video ngày hôm nay. Trong thời gian tiếp theo thì mình sẽ tích cực làm việc với các hãng để có thể gửi đến các bạn những cái giveaway chất lượng hơn. Bạn nào mà trúng thưởng giveaway thì có thể inbox cho Facebook của mình cho mình xem là bạn đã chia sẻ cái video này ở chế độ công khai chưa, và có subscribe cái kênh Vita Perfume của mình chưa nha. Rồi ok, mọi người chỉ cần nhận quà và enjoy cái mùi hương thôi, mình không còn phải trả bất kỳ một cái chi phí nào nữa. Cảm ơn mọi người đã tham gia giveaway lần này. Mình là Kim Dung từ Vita Perfume nước hoa Vita, và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những giveaway sau nha.